xã dạ. Ơi vô vô cho mẹ đi mua cho... bánh bịch bé cho mặt cũng cấp nữa đúng không? Wow. Nè Cường, cái này ngọt nè Cường. Hồi nãy bẻ thấy bẻ. Coi Cường trái chặt nha. Ai bẻ ủ á, bẻ cho nguyên còn bông ngồi ủ không? Cái này là lên được 4 trái nữa hả? Dạ, đúng rồi, cái này ai bẻ nguyên ra nguyên cái cùi luôn nè. Ừ, mẹ con nè. Có ba bẻ là qua ư bẻ từ trái à, là tại bẻ từ trái mình lựa chứ hự mình tiễn lựa. Ừ. Chèn ơi coi nè, ai bẻ trái nhỏ nhỏ không? Cái nó bẻ nguyên vòng đó. Ừ. Bẻ. Ăn trái wow. Thiên nhiên của ai không xịt thuốc 6 giờ tối rồi vô đây luôn cho mẹ nè dòm lên chú. Wow, có cốc của bịch nữa nè, dưới bịch nữa kìa. Wow. Dưới bịch của ba cái này lời to luôn mà thu nhập cao rồi. Chắc phải dép để xa quá. Ôi ơi còn không? Không còn là mất á. Ngủ cho bên trái đi. Để đi về bỏ đó. Rồi, cái này đủ rồi, còn như cô ba đi. Đủ để đây luôn. Đủ rồi. Bên này trái đi. Bên này 9 cây luôn hả? Số 9 cây mới nhất. Wow. Nè, con cái chuối nữa nè cha. Cái chuối. Cô ba lấy đi. Cái này két khoảng cái nào bị chim ăn rồi. Để đi, để gì đi. Thôi thì không sao. Nó mới quy.